Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Nội dung trong video này mình sẽ tiến hành giải mật mã của một số dự án mà chúng ta đang khai thác nha các bạn Rồi đầu tiên thì mình sẽ giải mật mã của dự án ONX nha Thì đầu tiên các bạn bấm cho mình 9823 nha 9823 rồi các bạn nghĩ cho mình 3 giây nha Rồi tiếp theo các bạn bấm cho mình 1547 1547 rồi các bạn cũng nghĩ cho mình 3 giây Rồi và cuối cùng các bạn bấm cho mình 634 nha 6, 3, 4 rồi các bạn cũng nghĩ cho mình 3 giây nha. Rồi như vậy là mình đã giải mật mã thành công mình nhận 500 cái đồng ONX của ngày hôm nay nha các bạn. Rồi và tiếp theo mình sẽ trả lời của dự án tham farm nha các bạn. Thì câu trả lời của chúng ta ngày hôm nay đó là ngày 28 tháng 2 2019 nha các bạn. Rồi đầu tiên chúng ta chọn năm là năm là năm 2019 nha. Rồi tiếp theo các bạn chọn cho mình là tháng 2 nha các bạn. Rồi các bạn chọn cho mình ngày 28 nè. Rồi 28 tháng 2 2019 các bạn kiểm tra lại một lần nữa nha. Rồi các bạn bấm kiểm tra nè. Rồi như vậy là mình trả lời đúng nha, mình bấm claim 100 000 cái đồng xu của dự án Tam Farm nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành giải mật mã của dự án Tomato nha. Thì mật mã của chúng ta ngày hôm nay các bạn bấm 3 lần vào cái con hamster này và các bạn bấm 2 lần vào cái cây này nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bấm nha. 1 2 3 1 2 Đấy, như vậy là mình đã bấm đúng nha các bạn Mình bấm phần để mà nhận 2.500 cái đồng xu ngày hôm nay nha các bạn Rồi và cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần ghi mình luôn nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau